chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin ổ gián điệp Trung Quốc bị phanh phui, Afghanistan đòi Bắc Kinh xin lỗi. Báo chí Ấn Độ hôm qua ngày 25 tháng 12 năm 2020 đồng loạt đưa tin về vụ an ninh Afghanistan bắt giữ 10 nghi phạm gián điệp Trung Quốc. Người đứng đầu nhóm tình nghi gián điệp bị bắt từ ngày 10 tháng 12 theo trang tin Hindustan Times, đích danh Phó Tổng thống Afghanistan Salem, giám đốc cuộc điều tra về vụ án này. Theo Phó Tổng thống Afghanistan, nếu Bắc Kinh chính thức có lời xin lỗi, Kabul sẽ thả các nghi phạm. Chính quyền Kabul cũng sẽ thông báo với Đại sứ quán Trung Quốc nếu Bắc Kinh không xin lỗi, tư pháp Afghanistan sẽ tiến hành truy tố các bị can. Đây là hình ảnh Phó Tổng thống Afghanistan Salem. Đây là vụ bắt giữ nghi phạm gián điệp Trung Quốc đầu tiên từ nhiều năm nay. Thông tín viên Sonia tường trình từ Islamabad cho hay như sau. Súng ống, đạn dược và thuốc nổ đã được tìm thấy tại nhà của nghi phạm Lý Dương Dương ở Kabul. Kiều dân Trung Quốc sống tại Afghanistan từ mùa hè vừa qua này đã bị cơ quan phản gián Afghanistan bắt giữ cùng với 8 người khác cũng mang quốc tịch Trung Quốc. Lý Dương Dương được coi là một trong hai chỉ huy của nhóm công dân Trung Quốc bị tình nghi làm gián điệp. Nhân vật này đã tiếp xúc với mạng lưới Haqqani, cánh vũ trang của phong trào Taliban. Theo các cơ quan phản gián Afghanistan, Lý Dương Dương tìm kiếm thông tin về lực lượng khủng bố Al-Qaeda cũng như sự hiện diện có thể có của người Duy Ngô Nhĩ tại một số tỉnh miền đông Afghanistan. Người Duy Ngô Nhĩ là sắc tộc theo đạo Hồi ở khu vực tự trị Tân Cương, miền viễn Tây, Trung Quốc. Từ nhiều năm nay, nhiều người Duy Ngô Nhĩ ngả theo con đường cực đoan hóa đã tham gia vào hàng ngũ của Al-Qaeda. Họ đầu quân vào lực lượng mang tên ETHIM, tức phong trào Hồi giáo tranh đấu ở đông Turkmenistan. 4 năm về trước, ETHIM tuyên bố thánh chiến chống lại chính quyền Trung Quốc nhằm giải phóng vùng Tân Cương ra khỏi những kẻ chiếm đóng cộng sản. Mới đây, một số người Duy Ngô Nhĩ có thể đã tham gia chi nhánh của người Afghanistan thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan. Chính quyền Afghanistan đã mở một cuộc điều tra sau vụ bắt giữ 10 nghi phạm gián điệp Trung Quốc. Vụ bắt giữ này là một đòn nặng nề không thể phủ nhận đối với quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia bạn hữu từ trước đến nay. Theo giới bảo vệ nhân quyền, chính quyền Trung Quốc tiếp tục đàn áp nhắm vào cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, bất chấp các lệnh án và bảo vệ nhân quyền các nơi trên thế giới. Đây là hình ảnh bên trong một trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Theo nhiều nhà quan sát, khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ tại các trại cải tạo trá hình ở đặc khu. Đòi hỏi cử quan sát viên đến Tân Cương của Liên Hợp Quốc hay của châu Âu cho đến nay chưa được Bắc Kinh đáp ứng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước thềm Noel vào ngày 23 tháng 12, Bộ trưởng phụ trách ngoại thương của Pháp, ông Frank Richter, khẳng định Paris sẽ không ủng hộ việc Liên Âu ký kết thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc dự kiến thông qua vào cuối năm nếu Bắc Kinh không phê chuẩn công ước cấm lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động Quốc tế. Theo tờ báo Le Monde, một báo cáo công bố vào ngày 15 tháng 12, ước tính có 570.000 người Duy Ngô Nhĩ bị cưỡng bức tham gia vào việc thu hoạch bông tại Tân Cương. Và thông tin cũng cho thấy gián điệp Trung Quốc ở Afghanistan đã cấu kết với Taliban để theo dõi người Duy Ngô Nhĩ. Một hoạt động của một loạt đặc vụ tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được giao nhiệm vụ theo dõi và giám sát các nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ bỏ trốn khỏi Trung Quốc và phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra ở Afghanistan. Sự cố rò rỉ dữ liệu gần đây đã làm lộ danh tính 1,95 triệu cán bộ đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã làm nổi bật mạng lưới gián điệp rộng lớn của Trung Quốc khắp nơi trên thế giới và không loại trừ trong đó nằm có cả Việt Nam. Nó vạch trần những hành vi thâm hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm ảnh hưởng đến công việc nội bộ của các quốc gia dân chủ và cả những nước gia là bạn của Trung Quốc từ trước đến nay mà Việt Nam cũng không bị loại trừ. Tin tức từ tờ Z-News Ấn Độ cho biết Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan gần đây đã phát hiện ra một mạng lưới gián điệp Trung Quốc dày đặc, nêu bật các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm tác động đến tình thế địa chính trị thông qua sự hiện diện trong khu vực. Vào ngày 10 tháng 12, cơ quan tình báo Afghanistan đã phát động một cuộc vây giáp và bắt giữ một đặc tình của tình báo Trung Quốc tên là Lý Dương Dương, người đang hoạt động ở nước này từ tháng 7 năm nay. Lý Dương Dương bị bắt tại nơi cư trú ở Kabul. Cơ quan tình báo cũng đã thu hồi vũ khí, đạn dược và chất nổ, bao gồm cả bột ketamine từ nơi ở của anh ta. Cùng ngày, cơ quan tình báo Afghanistan cũng tiếp tục bắt giữ một điệp viên Trung Quốc khác có tên là Shah Hung ở Kabul.
trong một quá trình khám xét, chất nổ và các vật liệu nguy hiểm khác đã được thu hồi từ nơi ở của ông Hùng. Ngoài ra, 7 điệp viên Trung Quốc cùng với một công dân Thái Lan cũng bị tổ cơ quan tình báo Afghanistan bắt giữ. Tất cả những người bị bắt đều hoạt động với tư cách gián điệp của Trung Quốc ở Afghanistan. Đây là hình ảnh một góc của thủ đô Kabul ở Afghanistan. Lực lượng an ninh Afghanistan và những người có liên quan đến vấn đề này đã tiết lộ rằng Lý Dương Dương và Shahung đã từng gặp chỉ huy của mạng lưới Hanawi, một chi nhánh của Taliban thông qua cơ quan của Pakistan. Các chuyên gia cũng cáo buộc Trung Quốc đang hợp tác chặt chẽ với đơn vị ISIS của Pakistan và các lực lượng khủng bố do chúng hậu thuẫn. Bên cạnh hợp tác với các tổ chức Hồi giáo, Trung Quốc cũng tài trợ cho Taliban thông qua Pakistan để nâng cao ảnh hưởng. Theo tờ ZNews, Đảng Cộng sản Trung Quốc và các gián điệp của Bắc Kinh đã hợp tác với các chiến binh Pakistan để phá hoại các hoạt động đàm phán hòa bình ở Afghanistan và thiết lập vị trí thống trị ở Afghanistan thông qua Taliban và Al-Qaeda sau khi lực lượng an ninh của Mỹ rút lui. Tờ báo cũng nhấn mạnh rằng các điệp viên của Trung Quốc đã gặp các chỉ huy của Taliban để theo dõi và giám sát các nhà hoạt động và chiến binh người Duy Ngô Nhĩ đã trốn sang Afghanistan hoặc đến Tây Á, từ đó báo cáo về cho chính phủ Trung Quốc. Lý Dương Dương và Shahung đặc biệt tập trung vào khu vực cụ thể như các khu vực sinh sống của người Duy Ngô Nhĩ ở các tỉnh Bắc Khan và Kana, đồng thời kết nối với các chỉ huy của Taliban, Al-Qaeda và các lực lượng khác thông qua cơ quan ISI để báo cáo về sự di chuyển các hoạt động của người Duy Ngô Nhĩ cho chính phủ Trung Quốc. Một nguồn tin cũng thông báo với tờ ZNews rằng các gián điệp Trung Quốc đang thực hiện một dự án nhằm mục tiêu loại bỏ các thủ lĩnh người Duy Ngô Nhĩ ở Afghanistan thông qua những kẻ khủng bố để đảm bảo loại bỏ khỏi phong trào nổi dậy chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đó vào cuối năm 1990, chính phủ Pakistan đã giúp Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ bằng cách hoặc trục xuất về Trung Quốc hoặc ám sát họ. Đây là hình ảnh Thủ tướng Pakistan Khan với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Afghanistan có đường biên giới ngắn với Tân Cương và là nơi ẩn náu của người Duy Ngô Nhĩ chạy trốn Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nước này cũng đóng vai trò như một đường dẫn đến các nước Tây Á. Bên cạnh việc vạch trần mạng lưới gián điệp Trung Quốc, hàng loạt vụ bắt giữ ở Afghanistan cũng khiến mối quan hệ liên hệ đen tối giữa Trung Quốc và Pakistan được đưa ra ánh sáng. Thông tin cho thấy bên cạnh việc phá hoại cuộc đàm phán hòa bình của Afghanistan, mối quan hệ này cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với địa chính trị khu vực và nhân quyền của cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ. Nữ sinh viên Trung Quốc bị tố đổi thân xác lấy quan hệ chính trị ở Mỹ cũng là điều mà tình báo Trung Quốc dường như đang bắt đầu thực hiện từ trước đến nay. Cuộc điều tra của trang ASEAN cho biết một nữ sinh viên bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc đã hỗ trợ các thành viên Đảng Dân Chủ và ngủ với ít nhất hai thị trường để tạo dựng ảnh hưởng. Cô đã đột ngột rời khỏi Mỹ vào năm 2015. Trang tin ASEAN của Mỹ vào ngày 8 tháng 12 đăng bài điều tra độc quyền có tiêu đề "Một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc đã nhắm tới các chính trị gia bang California". Người này là một công dân Trung Quốc có tên là Fang Fang hay còn gọi là Kristen Fang. Vào năm 2011, cô ta đến Mỹ với diện sinh viên và đột ngột rời khỏi Mỹ mà không có lời giải thích nào vào giữa năm 2015. Trong thời gian đó, cô đã xây dựng quan hệ rộng rãi với các chính khách Mỹ. Các quan chức Mỹ tin rằng đây là hoạt động tình báo chính trị do Trung Quốc tổ chức từ năm 2011 cho đến năm 2015. Hiện Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin này. Theo các quan chức tình báo Mỹ, thông qua việc gây quỹ cho các chiến dịch, mạng lưới quen biết rộng, sức hút cá nhân và quan hệ tình cảm hoặc tình dục với ít nhất hai thị trường ở vùng Trung Tây, cô Fang đã có thể tiếp cận quyền lực chính trị. Đề cập với việc Fang bị cáo buộc đã ngủ với ít nhất hai thị trường, báo New York Post tại Mỹ viết, Fang đã dành 4 năm để tán tỉnh mọi người từ các chính khách địa phương cho tới nghị sĩ Mỹ. Đây là hình ảnh cô Fang đã chụp ảnh cùng với Eric, người sau đó là hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ ở tiểu bang California vào tháng 10 năm 2012. Ngoài việc nuôi dưỡng mối liên hệ với các thành viên nổi bật của Quốc hội Mỹ, cô Fang còn bị cáo buộc là có quan hệ tình dục hoặc lãng mạn với ít nhất hai thị trưởng của các thành phố miền Trung Tây nước Mỹ trong khoảng thời gian 3 năm, bao gồm một vụ xảy ra trong chiếc xe hơi bị FBI nghe trộm, và trang tin ASEAN dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ nói như vậy. Mặc dù giới chức Mỹ không nghĩ Fang đã nhận hoặc chỉnh đi các thông tin mật, một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ nói rằng đây là một vụ lớn vì có một số người thật sự nhạy cảm đã bị phát hiện trong mạng lưới tình báo. Theo ASEAN, thông tin cá nhân về các quan chức chính quyền bao gồm thói quen, sở thích, lịch trình,
mạng xã hội và thậm chí các tin đồn về họ là một dạng thông tin tình báo chính trị. Việc thu thập các thông tin như vậy là một phần quan trọng mà các cơ quan tình báo nước ngoài thực hiện. Nằm trong số các mục tiêu đáng chú ý của cô Phăng là ông Eric, một nghị sĩ từ bang California và là thành viên Đảng Dân Chủ. Phăng đã tham gia hoạt động gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử của ông này năm 2014, theo một quan chức tình báo Mỹ chia sẻ. Cô cũng gây quỹ cho nữ hạ nghị sĩ Tulis thuộc bang Hawaii, nhưng không có thông tin cho thấy họ từng gặp nhau. Phăng đã xuất hiện trong nhiều cảnh chụp cùng với các nhân vật như nữ nghị sĩ Judy Chu, chính trị gia Mike, ông Ro Khanna, ông này đã trở thành hạ nghị sĩ từ năm 2017, và hạ nghị sĩ Eric. Các quan chức Mỹ tin rằng lý do thật sự của việc Phăng đến Mỹ là để thu thập thông tin tình báo chính trị và gây ảnh hưởng đến các quan chức Mỹ mới nổi về những vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Các hoạt động của người bị nghi là gián điệp này dường như đã kết thúc trong thời ông Barack Obama, nhưng những nghi ngại về các hoạt động gây ảnh hưởng của Bắc Kinh vẫn tiếp diễn dưới thời của Tổng thống Mỹ Donald Trump và vẫn sẽ là một trọng tâm với hoạt động phản gián của Mỹ dưới thời ông Biden tới đây, trang tin ASEAN đã viết như thế. Đây là hình ảnh cô Phăng còn chụp hình với đại diện Mike, thành viên hội đồng tại nước Mỹ vào thời gian tháng 3 năm 2014. Các chuyên gia bảo thủ, bao gồm cả con trai của Tổng thống Donald Trump, đã phản ứng trước các thông tin này bằng cách kêu gọi ông Starver từ chức ở Ủy ban Tình báo Hạ viện và cáo buộc ông đã bị mua chuộc. Các quan chức tình báo giấu tên nói chuyện với trang tin ASEAN cho biết FBI tin rằng Phăng là đặc vụ của Bộ An ninh Trung Quốc, còn được gọi là Quân Vu vì cô thường xuyên gặp gỡ một sĩ quan bị tình nghi là gián điệp trong lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San Francisco. Một trong bốn quan chức hiện tại và cựu quan chức tiết lộ rằng cô Phăng đã bị FBI theo sát cho biết. Việc Phăng đi du lịch khắp đất nước và đến gần các chính trị gia là một dấu hiệu cô ấy đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, đó vẫn là những cáo buộc khi cô Phăng đột ngột rời khỏi Mỹ vào tháng 7 năm 2015 và không bao giờ quay trở lại. Các cáo buộc về Phăng theo biên bản tuần trước và các cuộc phỏng vấn của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John, trong đó ông lặp đi lặp lại tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Barr và Giám đốc FBI Chris Wray rằng gián điệp Trung Quốc đã gần gũi với các chính trị gia Mỹ để phá Washington. Không lâu trước khi trang tin ASEAN công bố thông tin về cô Phăng, xuất hiện trên mạng xã hội video một giáo sư Trung Quốc nói với các sinh viên của mình rằng Bắc Kinh có những người bạn ở cấp cao nhất của cơ sở chính trị Mỹ. Giáo sư này được xác định là ông Dong Sheng, phó hiệu trưởng khoa quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin, và bài giảng diễn ra vào khoảng cuối tháng 11. Cũng theo đài Fox News, FBI đã phải ra tay can thiệp, thậm chí đi xa đến mức đưa ra một hạn chế gặp gỡ cho ông Stiver. Các nhà điều tra đã trở nên lo lắng về hành vi hoạt động của cô Phăng đến mức họ đã cảnh báo ông Stiver vào năm 2015 về những lo ngại của họ. Ông Stiver sau đó đã cắt đứt mọi quan hệ với cô Phăng và không bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào, theo một quan chức đã nói với trang tin ASEAN như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng 12 năm 2020 với bản tin Ổ gián điệp Trung Quốc bị phanh phui, Afghanistan đòi Bắc Kinh xin lỗi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.